vậy bây giờ mình phân tích kỹ một chút xíu về cái bộ tử tham nha các bạn vì chúng ta hay dễ bị nhầm cái bộ tử tham của những người đi tu có số xuất gia và những cái người mà có cái số gọi là phong lưu ok bây giờ mình tính như thế này đi đầu tiên á là mình chỉ nói cái bộ tử tham mà nó không có một cái sao gì xấu trong đó hết, nó là nó không có uh, kình đà, không kiếp linh hỏa, không có xương khúc, không có sao đào hoa nha, có nghĩa là họ đứng ở cái thế vững, ok vậy thì cái người này nếu họ phát triển theo con đường chính thì họ sẽ có thành tựu, họ dễ trở thành những nhà văn học gia nè những người nghệ thuật gia này các bạn nói chuyện hình bề ngoài thì thấy phong lưu nhưng mà phong cách không hề hạ lưu à, họ là người phát triển theo đường chính thì lúc này chúng ta phải coi coi trong tam hợp của họ hội họp những cái sao gì tử tham nó kỵ nhất là con sao kình dương vì gặp kình thì nó biến cái chức văn nghệ của sao tham lan thành cái khuynh hướng hạ lưu cái kiểu như mà cũng kiểu mà dâm dâm mà kiểu rẻ tiền nó hơi hạ cấp một chút xíu thích nghe mấy cái chuyện tiểu thuyết sắc tình thích nghe dâm khúc ví dụ như vậy thì bây giờ chúng ta đi kỹ hơn nè những cái người mà có bộ tử tham hoặc là những cái mệnh nào mà có căn duyên với tâm linh cái này mình định làm một cái bài và những cái số đi tu á các bạn nhưng mà sẵn cái bài này thì mình cũng sẽ nói cái phần này tại đây nó chưa hết đâu nha các bạn vì đây là cái bài chủ yếu trả lời câu hỏi tứ vi nhưng vì cái bạn nam này có bộ tử tham thì mình mang cái đề tài này ra mình bàn luôn số nào có căn duyên với tâm linh thì đầu tiên chúng ta phải nói những người cung mệnh có sao thiên quan và thiên phúc mà phải đi cùng với cô thần quả tú trong tam hợp nha các bạn. Thì những người này họ rất là có căn duyên với tâm linh. Mẫu người thứ hai là người cung mệnh có thiên không đồng cung với thanh lòng là mẫu người rất có duyên với tâm linh. Kế đến là người cung mệnh có hoa cái đồng cung với thiên riêu thiên riêu nha các bạn đồng cung với hoa cái đó là cái căn duyên rất là có tâm linh cái người này họ có cái cảm ứng với cái um, cái vấn đề tâm linh rất là mạnh họ có thể cảm nhận được ở đâu đó có người âm hoặc là họ có thể đại khái là những cái người họ có cái 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 công năng đặc đặc biệt lắm là những cái người mà cung mệnh có hoa cái đi cùng với thiên riêu bạn sẽ thường nghe những cái người này nói là họ nhìn thấy người âm họ thấy đâu đó họ dễ cảm nhận được những cái nơi mà nó có buồn ngãi ví dụ như vậy nó rất là nhiều những câu chuyện nhưng mà thường thường nè bạch hổ hoa cái thiên riêu mà đồng cung là có những cái tính đó Rồi. cái kế đến thì chúng ta nghe tứ đức nhưng tứ đức là không phải đi tu đâu nha các bạn nha người có tứ đức trong tam hợp mệnh nó chỉ báo lên cái người này là người mộ đạo, thích đi chùa, thích đi nhà thờ, kính Chúa yêu Phật là những người trong tam hợp mệnh có tứ đức, ưa làm việc thiện, đó là người tứ đức, là người có cái trực giác tốt, giỏi các môn khoa học thần bí, cho nên những bạn nào mà cái cung hạng đến cái bộ tứ đức có nghĩa là trong đó có cái con sao thiên không đó thì thường là chúng ta giỏi các bộ môn khoa học thần bí nếu mà đi chuyên sâu về những cái đó thì chúng ta lãnh hội rất là nhanh ở những cái hạng đó rồi cái kế đó là những người mà cái can năm các bạn can năm có nghĩa là chúng ta nhìn cái can năm nghĩa là ví dụ các bạn sinh năm 1991 đi thì chúng ta nhìn cái số 1 cái số cuối cùng đó nha các bạn cái can năm nhìn cái số cuối mà nếu cái số cuối đó là số lẻ có nghĩa là một ba năm bảy chín những cái số lẻ đó tân quý ức đinh kỷ đó thì những bạn này là những bạn rất là cao số cho dù các bạn có sao gì đi nữa các bạn cứ nhớ là một ba năm bảy chín tân quý ức đinh kỷ những người đó là những người cao số đó là những người căn duyên với tâm linh nặng hay nhẹ là còn tùy người tùy vào cái lá số tử vi có sao gì nhưng mà thường mình cứ nghe cái can năm mà lẽ là thường là những người đó có cái căn duyên với tâm linh lắm ừ. rồi rồi kế là chúng ta nói đến cái bộ đào hoa phạm chủ có nghĩa là bây giờ là tử tham đi cùng với đào hoa thiên riêu trên đất mộc dục mà lại có thiên hỷ nữa thì cái người này rất dễ mất cái kiềm chế trước cái sự hấp dẫn của cái người khác phái đó những anh chàng mà tử tham mà ngộ đào ngộ riêu ngộ mộc mà thêm con sao thiên hỷ nữa thì các bạn này mất cái sự gọi là kiềm chế bạn cứ gặp người khác phái là bạn dễ bị yêu dễ bị say lắm cho nên rất là khổ nha các bạn nhà đó gọi là đào hoa phạm chủ rồi bây giờ tử tham mà đi cùng với hoa quyền thì phú quý đa tình nhưng mà cái cuộc đời của mình vẫn phải cạnh tranh mới có thành tựu Các bạn cứ nhớ là khi nào các bạn thấy con sao quyền tinh Quyền tinh nghĩa là hóa quyền nè, thiên hình nè, thái dương nè Những sao đó, cuộc đời các bạn hoặc những cái hạng đó đều có sự cạnh tranh mới thành tựu nha các bạn nha Chứ không có ngồi không đâu Cho nên tử tham ngộ quyền là phú quý đa tình Nhưng vẫn phải cạnh tranh mới có thành tựu Bây giờ tử tham mà lại đi cùng với hóa khoa thì đây lại là cái người trong cuộc đời của mình có tiếng tâm về vấn đề học hành có tiếng tâm về vấn đề học hành thành tựu nhưng cái người này vẫn thiên nặng về dục tình ham muốn vật chất tử tham đi cùng với hoa lộc à thì đây là cái người chủ về cái vấn đề giao tế thù tạc nhiều Cái bạn này giỏi ngoại giao rất là khéo thiên nặng ham muốn vật chất nha tử tham đi cùng với hoa lộc hết vật chất lắm nhưng lại cái tài vận của cuộc đời người này lại có hạnh thông có nghĩa là đúng là cái người này có nhiều những cái giao tế cuộc đời gặp những nhiều những cái cuộc bể dâu gặp gỡ nhiều người thiên nặng ham muốn vật chất nhưng đây vẫn là cái người dễ có tiền à, cái vận tài vận của họ được hạnh thông họ dễ có những cái cái làm ăn buôn bán những cái gọi là ngoại giao những cái cú mà họ đầu tư kinh doanh hoặc là làm một cái việc gì họ vẫn rất có dễ kiếm tiền nhiều hơn người khác tử tham đi cùng với hoa Kỳ à tử tham hoa kỵ thì hoa kỵ bây giờ nó giảm sắc thái đào hoa xuống nhưng mà cái cái tài của người này nó lại khó có cái sự phát triển nó giảm đào hoa, nó làm bớt buông ba vất vả trong vấn đề tình duyên. Nhưng mà cái tài nghệ của mình lại khó phát triển ra ngoài. Cái ham muốn vật chất vẫn có nha, nhưng lại khó được tọa nguyện. Các bạn cứ nhớ là cái bộ tứ hóa nó nằm ở đâu? Nó đưa cái con bộ sao đó mạnh lên, cường hóa bộ thêm cái tính chất của con sao hóa đó. Cho nên cứ thấy tử tha mà có hóa lộc là các bạn biết người này rất thích vật chất. Tử tham có hóa khoa cũng vậy Nó chỉ khác ở cái chỗ là cái thành tựu nó khác nhau thôi Hóa quyền cũng vậy nha Khi mà gặp hóa kỵ thì nó giảm sắc đào hoa Nhưng mà mình có tài mà lại không phát triển được Mình thích vật chất nhưng mà lại khó toại nguyện Thì cuộc đời mình hay có những cái ấm ức Có những cái nỗi rây rứt Có những cái cảm giác như là mình không cảm thấy thỏa mãn cuộc đời đó Là cái người mà tử tham đi cùng với hóa kỵ kế thì chúng ta bàn về cái bộ tử tham đi cùng với tả hữu xương khúc thì tả hữu nó lại ưa tử tham nha tử vi tham lang rất cần có tả hữu rất là tốt cái cuộc đời của mình gặp nhiều những cái hạnh thông người này thông minh tháo vát làm việc từ tốn và có nhân lực tài lực cuộc đời dễ thành công tử vi tham lang ưa tả hữu nhưng tử vi tham lang lại không ưa xương khúc Văn xương, văn khúc nó là cái khuynh hướng nó làm cho cái người tử tham bây giờ thích cái người khác giới quá Thích nhiều hơn nữa, bình thường tử tham đã thích người khác giới rồi Bây giờ mà có thêm xương khúc thì lại càng thích cái người khác giới hơn Cái tính đào hoa nó nhiều quá Chú trọng về trang điểm bề ngoài, giả nhiều mà thật ít Có nghĩa là tử tham thì cùng với xương khúc là như vậy đó Rồi có một cái nữa nè có nhiều sách á, rất là nhiều sách luôn mình đọc họ hay nói là tử tham không ưa xương khúc nhưng mà lại thích tả hủ xương khúc giáp có nghĩa là tả phù hủ bực giáp hoặc là văn xương văn khúc giáp họ nói là người này phát huy được cái tài trí cái sự nghiệp thành tựu nhưng mà có một điều là nó rất là là sai ở chỗ là bộ tử tham ở hai cung mão dậu vĩnh viễn không được cách tả hữu xương khúc giác đâu cho nên các bạn nhớ nhà đọc sách thì phải đọc cho kỹ nhiều khi sách nói chứ sách nhiều khi không biết là họ lấy của sách này rồi viết qua sách kia hay sao á mà họ lại nói như vậy cho nên cái bộ tử tham là vĩnh viễn không được cách giáp tả phù hữu bực hoặc là giáp xương giáp khúc nha các bạn nha nhớ đó rồi kế <laughs> Ồ ờ, mà để nói lại một chút nữa cho kỹ Khi mình nói giáp có nghĩa là hai bên nó kẹp cái cung lại Có nghĩa là một bên trái là con xương Một bên phải là con khúc hoặc ngược lại Một bên trái là con tả Một bên phải là con hủ Có nghĩa là hai bên nó kẹp nách vô cái bộ tử tham Cái này là không bao giờ có chuyện đó xảy ra nha các bạn Vì cái lý mà an sao nó đã khác rồi Làm sao mà nó có cái thế đứng nó được đó. À. Nếu mà ví dụ như các bạn nói chỉ một sao thôi Thì ok Ví dụ như là có một sao văn xương Hoặc một sao văn khúc Hoặc một sao tả sao hủ Hai bên nó đứng chiếu nhau chứ làm sao mà có cái chuyện mà nó đứng giáp ở hai cung mão dậu mà có bộ tử tham được cho nên nhiều khi đọc sách mình cũng bó tay luôn rồi bây giờ mình qua cái kế tiếp có nghĩa là bộ tử tham mà bây giờ nó đi cùng với sát tình vậy thì cái bộ tử tham mà bây giờ nó có kình đà không kiếp linh hỏa à, thì đây gọi là sát tinh nói chung thì những cái người nào mà có bộ sát tinh đi cùng với tử tham thì họ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại tốt, tuy nhiên vẫn có thị phi và tranh chấp. Kế là tử tham mà đi cùng với hoa cái. Khi mình dùng cái từ đi cùng, nó là phải đóng đồng cung. Mệnh có tử tham đồng cung với hoa cái mà có sao không? Ở đây mình tính luôn cả sao triệt nha. Triệt, tuần, địa không và thiên không. Đó, nghĩa là ba cái này. Tử tham, hoa cái và có sao không thì cái người này họ sinh nhai bằng cái hoạt động tôn giáo kế người nữ nha mình chỉ nói người nữ thôi không có người nào ở cái ở cái trường hợp này người nữ mà mệnh tử vi tham lam đi cùng với đào hoa mà phải có một con sao sát tình thì cái người này dễ rơi vào cái chốn phong trần cái đó là cái thời xưa nha các bạn nha nhưng mà thời nay người nữ có bộ tử tham đào hồng mà có xác tin thì đây thuộc cái dạng người mà thích đi lang thang phiêu bạc thời nay mình gọi là gái giang hồ đó có nghĩa là không phải họ hoạt động trong giới giang hồ nhưng mà họ thích đi lang thang ở bên mỹ thì thấy có rất là nhiều người họ thích đi lang thang không có nhà cửa gì phụ nữ á mà thích đi làm neo chỗ này một chút rồi đi qua tiểu bang khác ở một chút rồi cứ đi chỗ này mỗi nơi thì mình cũng thấy có vài người mệnh tử tham đào hồng mà có xác tinh đúng mây trang vậy luôn thời xưa thì họ gọi đây là rơi vào chốn phong trần nhưng mà thời nay thì gọi là cái người họ lang thang phiêu bạc tử tham giống như khúc đầu mình nói nó không ưa cái bộ kình dương tại vì nếu mà tử tham mà có kình dương thì nó càng nặng vì cái người này họ ham muốn vật chất nhiều quá thì cái khuynh hướng trụy lạc nó nhiều cuộc đời dễ nó có cái vấn đề hạ có nghĩa là nó đi xuống chứ nó không có cái tính chất đi lên Rồi kế cái này mới là cái số đi tu nè các bạn Có nghĩa là bây giờ tử vi tham lan Mà có địa không, địa kiếp Mà có phải có sao không trong đó nữa là tuần không, địa không, chỉ không Có nghĩa là tử tham phải gặp không kiếp Mà phải có nhiều cái sao không trong đó vô Thì cái người này họ mới là cái số đi xuất gia phải có gặp tuần, gặp triệt, gặp không kiếp đầy vô trong đó Đó nó mới đi tu Chứ còn không nó có đi tu đâu Dễ gì đi tu <laughs> Nhắc lại một lần nữa nha, tử tham gặp địa không, địa kiếp thì có thể xuất gia Hoặc là phải thêm nữa, phải thêm tuần, thêm triệt vô nó đánh phá đủ trong đó cái bộ đó Thì cái người này họ mới có cái xu hướng đi xuất gia nha các bạn Còn không thì nó không xuất nổi đâu <laughs> Rồi kế, vậy bây giờ nếu mà nó không kiếp nhưng mà nó có thêm linh hỏa thì sao? Thì cái này nó gọi là phá cách nó chỉ có địa không, địa kiếp hoặc là tuần triệt thôi Chứ còn nếu mà nó có thêm linh hỏa Thì chúng ta phải luận bình thường giống như cái người này gọi là kinh doanh làm ăn Nhưng mà có nhiều những cái thị phi, nhiều những cái tranh chấp đó Riêng cái người nữ mà cung mệnh có tử tham mà có không kiếp Mà bây giờ lại có thêm linh hỏa, nó là thêm sát tinh vô Thì cái người này cuộc đời của họ thì Ở cái tuổi đầu đời họ nhiều cái màu sắc ái tình lắm Nhưng mà đến cái phần cuối cuộc đời thì khuyên là nên tu Tu đi cho cuộc đời mình nó nhẹ nếu mà không tu thì cuối đời mình thường có những cái chuyện nó không tốt xảy ra cuộc đời cuối đời nó hơi khổ cho những người nữ mà cung mệnh có tử tham có không kiếp mà lại cùng với linh hỏa rồi cái kế tiếp thì đây là một cái cách nó cũng đặc biệt là mình muốn trình bày với các bạn ở cái bài này Thật ra cái bộ tử tham mình viết nhiều lắm các bạn Đây nó mới có một phần của tử tham thôi đó Tại vì cái bộ tử tham không á, nó còn có mệnh tử tham Thì tình cảm làm sao, rồi gia đình anh em làm sao Rồi bây giờ tử tham thì cái cung di nó là cung vô chính diệu Bây giờ ngược lại nếu mà cung mệnh nó không nằm ở đó Mà cái mệnh nó vô chính diệu mà có tử tham chiếu thì sao Thì cái đó là mình định là sẽ làm trong cái bài vô chính diệu đó Thì các bạn đợi cái bài đó, các bạn nghe thêm và cái bộ tử tham Nhưng mà ở đây thì mình chỉ nói một cái tính chất Để cho các bạn tham khảo thôi nha Ok Bây giờ cái cung mệnh của mình là mệnh vô chính diệu Mà nằm ở cung dậu Các bạn nhớ nha nhìn cái hình á Cung mệnh các bạn là cung vô chính diệu Mà bây giờ cung duy của các bạn kìa Mới là cái bộ tử tham thì bây giờ là mệnh an tại dậu vô chính diệu mượn tử tham ở cung mão để an cung thì cái người này là cái người họ rất là ham muốn về vật chất nặng hơn cái phía bên kia nhiều cái khuynh hướng trụy lạc của người này nó nặng hơn nha dễ xảy ra những cái điều không hay cho nên cái người này ai mà có cung mệnh này là phải rất lưu ý vậy thì bây giờ cái hạn mà đến tử tham thì sao mình nghe tử tham thì mình thấy có vẻ nhiều tử sắc đào hoa nhưng mà không cái hạng đến tử tham cái đào hoa nó nhẹ hơn nhiều với cái cung mệnh mà có tử tham à, tử tham ở mệnh nó nặng nó đi đâu nó cũng có nhưng mà riêng cái người mà đến cái hạng đó thì nó nhẹ hơn nhưng mà cái cách ở trên màn hình đó mới là cái cách nặng đó rồi, vậy thì bây giờ mình tạm dừng cái tử tham tại đây để trở về lại với vấn đề câu hỏi tư vi. Và mình hẹn với các bạn là những cái bài vô chính diệu sẽ có cái phần tử tham mình nói rất nhiều ở trong đó. Rồi, bây giờ mình về lại với cái lá số của cái bé trai con của Khôi nha. Ồ, một chút xíu nữa sau khi mình làm xong cái bài trả lời tử vi này nè mình để cái bài này y chang như vậy. Nhưng mà riêng cái phần mà kiến thức tử vi về những cái số mà có căn duyên với tâm linh đó, mình sẽ cắt riêng ra để để gửi vào trong cái phần playlist là cái phần mà kiến thức tử vi để các bạn sau này tìm cái bài đó nó dễ hơn. Có nghĩa là sẽ có hai bài, một bài ngắn về cái phần kiến thức tử vi và tử tham và cái bài chung trả lời tử vi của cái ngày hôm nay là bài thứ 19. Rồi bây giờ chúng ta về lại với cái lá số của cháu trai.